Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên bản tin tuần ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng có 6 vào mỗi buổi tối thứ 6 hàng tuần. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi view lại một số các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu khá là căn bản, gồm bộ nhóm trụ, nhóm ngành bán lẻ, rồi nhóm ngành thép, nhóm ngành xi măng, dầu khí, chứng khoán, nhóm banh và một số các cái nhóm ngành khác, ví dụ như nhóm ngành cảng biển, nhóm ngành phân đạm hóa chất, mía đường. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại các kịch bản mà phân tích tuần ở trong cái bản tin tuần vừa qua, tức là bản tin tuần video số 130, và phần cuối thì Hùng Lê cùng với các anh chị em chúng ta sẽ có một vài các cái góc nhìn về xu hướng thị trường chứng khoán trong tuần mới. Như vậy thì cái câu chuyện là chúng ta sẽ còn khoảng 2 tuần nữa, chính xác khoảng 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ kết thúc tháng 6. Đồng nghĩa với câu chuyện là chúng ta sẽ kết thúc nửa năm của năm 2022. Và có thể nói rằng thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng đầu năm là một cái chặng đường rất là dài và cực kỳ khó khăn với tất cả nhà đầu tư của chúng ta. Và trong 6 tháng đầu năm đó thì gần như những cái cơ hội mà để chúng ta đảo hàng, để chúng ta những cái lượng hàng mà chúng ta bị kẹp lại ở những cái vùng cao thì chúng ta rất khó khăn với những cái nhóm ngành, ví dụ như nhóm thép, ví dụ như nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành banh đó, và nhóm ngành thép ví dụ như vậy, một số các nhóm ngành mà nó đã có một cái trend tăng rất là tốt trong năm 2021, năm 2020 thì đến bây giờ nó đi vào một cái downtrend rất là dài. Ở ngoài trừ thì chúng ta chỉ có một số các cái nhóm ngành mà nó đi ngược lại được với thị trường trong cái thời gian 6 tháng vừa qua, đó là nhóm ngành thủy sản, đó là nhóm ngành dầu khí, phân đạm, hóa chất, đó là những cái nhóm ngành mà có những cái tín hiệu tăng khá là tốt. Nhìn chung thì trong tuần vừa qua là một cái tuần giao dịch mà thị trường của chúng ta hết sức là khó khăn. Phiên ngày thứ hai thì thị trường đã giảm gần 60 điểm. Sau đó thì trong tuần chúng ta chỉ có duy nhất một phiên trong cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh, đúng không anh chị? Trong phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh là thị trường của chúng ta có một nhịp tăng tương đối tốt, để index của chúng ta đi về vùng 1235 đến vùng 1240 điểm. Tuy nhiên phiên ngày hôm nay, phiên ngày thứ 6 thì tất cả những cái nỗ lực tăng điểm đó thì đã bị đánh bật ngay từ những phút ATO, và kết phiên thì thị trường của chúng ta có lực hồi thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Nhưng nhìn chung về một cách tổng quan đó là trong tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta rất là khó khăn, đúng không anh chị? Kết tuần thì đâu đó index của chúng ta ở khoảng vùng 1290 và sau đó thì nó rơi đến vùng 1190 điểm, như vậy là cũng mất một cái điểm số tương đối là sâu, đúng không anh chị? Mất điểm số tương đối sâu. Thì ở phần cuối thì chúng ta sẽ có một vài các cái phân tích đánh giá về xu hướng thị trường, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần chính của bản tin ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ đi view các cái danh mục khá là căn bản của chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến VIX. Thì trong cái thời gian vừa qua gần như VIX đang có hình thành một cái xu hướng đi ngang. Nhìn chung thì biên 76-77 vẫn là cái vùng hỗ trợ khá là hữu ích của VIX. Tất nhiên VIX có một cái vùng hỗ trợ 73.5 ở đây nữa. Đó, trong tuần thì đã có những cái điểm mà nó đánh về khoảng vùng 75, nhưng mà kết tuần thì nó vẫn nằm được ở trong cái biên hỗ trợ này. VIX thì cũng là một cái mã cổ phiếu nó mang cái tính điều tiết về thị trường, điều tiết về chỉ số. Và hiện tại thì cũng chưa thấy là tạo lập họ dùng cái bộ này để họ đánh. Vinhome, trong tuần vừa qua thì Vinhome cũng đã có những phiên nhìn chung thì test cung kỹ thuật ở quanh vùng 65. Có phiên ngày hôm nay thì có rút xuống dưới vùng 65, nhưng mà kết phiên thì nó vẫn lấy được ở trên vùng 65 cộng. Nhìn chung về xu hướng của Vinhome thì tuần tới nó khả năng nó sẽ tiếp tục đi ngang ở quanh vùng 65, còn sâu hơn thì có thể có một cái điểm hạ đây, đó là quanh vùng khoảng vùng 63 đây. Ở VRE trong giai đoạn vừa qua thì nhìn chung tương đối là tích cực. Trong tuần thì VRE đã quay lại trả cung và những cái điểm trả cung ở quanh vùng 28.5, tức là ở đây là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt của VRE. Lực cầu thì nó chưa thực sự là tốt lắm. Lực cầu của VRE nó phải đánh khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu thì khi đó thì mới gọi là thực sự là tốt. Còn trong ngắn hạn thì VRE nó sẽ có những cái điểm hội tụ quanh vùng 28.5. Mục tiêu vẫn là trong nhịp này vẫn công về khoảng vùng 32. Vinamilk nhìn chung thì Vinamilk vẫn đang nằm ở trong một cái downtrend, anh chị, đó, vẫn nằm trong một cái downtrend khá là dài. Và trên cái downtrend đó thì hiện tại chúng ta sẽ nhìn thấy ở gì ở Vinamilk, đó là một cái yếu tố kỹ thuật mà chúng ta có thể kỳ vọng ở đây, đó là một cái mô hình V kép ở đây, tức là nó test ở đây không thủng vùng 64.5 đến khoảng vùng 64. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của Vinamilk.
Trong tuần vừa qua thì Vinamilk tiếp tục quay trở lại test vùng 68.5 và điểm test này bị thất bại ngay luôn trong phiên thứ hai, thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây thôi. Và hình dung ở đây thì nó có cái vùng 68.5 trở thành vùng kháng cự, nên là hai phiên kết tuần khi chạm 68.5 thì nó sẽ có những phiên dội lại. Và điều kỳ vọng của Vinamilk đó là gì? Vinamilk sẽ đánh một cái biên hình sin ở đây và trong một cái hình ra cửa ở đây, trong một cái biên từ 64 đến khoảng vùng 68.5. Và chúng ta chờ thêm các cái tín hiệu phục hồi chung của cả thị trường. Hiện tại thị trường của chúng ta đang khá là khó khăn. Cổ phiếu VJC Vietjet. Vietjet thì trong cái thời gian vừa qua, nhìn về góc độ giao dịch thì Vietjet cũng đang là một trong những cái trụ mà nó có vai trò giữ nhịp cho thị trường tương đối là tốt. Trong tuần vừa qua thì Vietjet có những điểm chỉnh về cung về quanh vùng 122. Vùng hỗ trợ kỹ thuật của Vietjet ở trong giai đoạn này nó là quanh trăm vùng 125 đến khoảng biên đây các anh chị này, biên 125 đến khoảng biên 126. Nhìn về tín hiệu này của Vietjet thì vẫn đang khá là ok, mặc dù là cái tín hiệu của ngành hàng không thì các anh chị em biết rồi, nó sẽ rất là khó khăn trong những giai đoạn tiếp theo khi mà giá xăng tiếp tục tăng. Dịch bệnh Covid thì nó đã hoành hành trong những cái năm tháng vừa qua, chính vì nên là ngành du lịch nó cũng sẽ cần rất nhiều thời gian để nó kích hoạt quay trở lại, và đấy là những cái khó khăn ngắn hạn của cổ phiếu ngành hàng không. Mà VDC đã giữ được một cái nhịp như này thì đấy là một cái nỗ lực rất lớn, phải nói là như vậy. Nỗ lực giữ giá trên vùng 120 cộng, đúng là như vậy đó, một vùng 120 rất là bền bỉ. Cổ phiếu Xúc Động Kiên Giang thì hiện tại Xúc Động Kiên Giang cũng đang có những cái tín hiệu về mặt cơ bản, đó là gì? Đó là các anh chị có thể tham khảo thêm về mục tiêu lợi nhuận cũng như doanh thu của năm 2022 từ bước đang bị lỗ và phục hồi sau đại dịch thì sẽ cơ cấu có lãi ở trong năm nay. Trên cơ sở đó thì chúng ta cũng có những cái đánh giá ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 13-13.5, và hiện tại thì Xúc Động Kiên Giang nó cũng đang đi được một cái hình trend hình răng cưa. Và kỳ vọng rằng với một cái góc độ như vậy thì nó sẽ có thể có xu hướng tích lũy nền ở quanh vùng 12 đến khoảng vùng 13. Và vùng này thì chúng ta chờ thêm lực cầu đó, và tích lũy thành công. Và sau đó nó có một cái điểm đánh vượt thoát được cái vùng 16 ở đây, thì đấy sẽ là cái thời điểm mà chúng ta có thể vào full hàng. Bởi vì đấy là cái tín hiệu mà xác nhận là Xúc Động Kiên Giang sẽ quay trở lại đánh. Ở Mansan ở trong tuần vừa qua, Mansan đã có hai điểm test kỹ thuật. Điểm thứ nhất chúng ta có phân tích đó là vùng 112.5. Vùng này bị thủng luôn trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây ở quanh 105. Phiên kết tuần thì nó khá là tốt, xu hướng này khá là tốt. Tuy nhiên tuần tới thì Mansan lại đội lại cái vùng kháng cự đây, các anh chị lưu ý, và chúng ta đã phân tích cái vùng kháng cự này rồi, 119 đến khoảng 120. Đấy là cái vùng mà có hàng thì canh chốt, chúng ta không nên đua theo ở những cái thời điểm này nữa. Phân tích một số các mã cổ phiếu trụ nó liên quan đến nhóm ngành bảo hiểm. Thì đối với trụ BVH đã hoàn thành một cái nhịp tăng thứ nhất, và nhịp tăng này thì chúng ta đã đưa được target của BVH lên vùng 55.5 đến khoảng vùng 56. Tuần này thì BVH chỉnh, thì các cái điểm chỉnh cung dự kiến đó là vùng 53.5, thì điểm này đã bị mất trong phiên ngày thứ hai, và nó sẽ về cái điểm sâu hơn của nó ở đây, đó là vùng 51. Và trong tuần vừa qua thì gần như BVH đã tích lũy tương đối thành công ở quanh vùng 51 đó. Và chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta kỳ vọng gì ở BVH? Tức là anh chị có thể nhìn ở đây vùng 46-47 ở đây, đó là điểm sâu nhất của BVH. Sau đó thì nó đã có điểm test cung kỹ thuật ở vùng 48.5 đến khoảng vùng 49. Thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng ở bên này, tức là nó sẽ hình thành một cái mô hình V kép ở đây. Để hình thành được cái mô hình V kép này thì tuần tới BVH sẽ có những điểm test cung tích lũy ở quanh vùng 50 đến khoảng vùng 51, sâu hơn sẽ là về đến đây. Thì đây sẽ là những cái vùng giá mục tiêu, đó là ăn thêm ở quanh vùng 49-50, 48-49-50. Đấy là những cái vùng mà ăn thêm vùng giá mục tiêu của BVH. Với mục tiêu là cổ phiếu BVH tích lũy thành công ở vùng này, và nhịp này, trend này thì BVH sẽ đánh. Sẽ đánh anh chị, và đánh về đến đâu thì ít nhất là lại về lại vùng 56 ở đây, và cao hơn thì chúng ta sẽ đi xây những cái target ở trên này. Chúng ta cứ bình tĩnh. Ở trong cái nhịp ở trước đây thì chúng ta cũng đã khá thành công với mã cổ phiếu BVH, đúng không anh chị? Và đến nhịp này thì cũng như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục bám trend. Cổ phiếu BMI trong tuần vừa qua thì BMI cũng đã chỉnh cung sau khi mà nó đạt được cái gần mắc target ở đây, đó là vùng 35. Thì nó chỉnh cung thì nó chỉnh từng bước một. Thứ nhất là 31.5, thứ hai đó là 28.5 đến vùng 29.2, và trong tuần vừa qua thì nó đã đọng lại ở vùng 29.2. Vùng 28.5 đến vùng 29.2 là vùng test cung tích lũy của BMI khá là đẹp, và tuần tới những cái tài khoản mà anh chị đang cầm thì chúng ta có thể canh gom thêm ở vùng này. Mục tiêu thì nó lại công lại vùng 34 đến vùng 35, và break được vùng 35 thì chúng ta sẽ xây dựng cái target kỹ thuật tiếp theo.
MIG, chúng ta có nói đến con MIG này ở một góc độ, đó là vùng 27 đến khoảng vùng 27.3. Đấy là một cái vùng mà xuất hiện những cái dòng tiền đánh tương đối là lớn, đánh tương đối lớn. Và trong tuần trước thì MIG đã có những thời khắc là nó đã break được cái vùng 32, nhưng mà tuần này thì thị trường xấu quá. Và trong cái phân tích kỹ thuật view về mã MIG thì chúng ta có nói đến khả năng chỉnh cung về vùng 28.5. Trong tuần thì có lúc là phiên ngày thứ ba là MIG đã bị tụt xuống khỏi 28.5, nhưng kết phiên thì nó lại lấy lại vùng 30, tức là đây là một cái cây nến rất là đẹp. Nó như là một cái cây doji các anh chị, nó nhún sâu và sau đó thì nó đóng cửa gần giá cao nhất. Đấy là một cái tín hiệu rất là đẹp đối với cổ phiếu MIG. Và trong tuần này thì nó lại công lại vùng 32 đến khoảng vùng 33 và nó đang bị nhún lại một tí đây. Thì trên góc độ kỹ thuật là tuần tới khả năng nó sẽ nhún lại quanh vùng 30, và mục tiêu ở trong nhịp này thì nó vẫn đánh lại ở vùng 34 đến khoảng vùng 35 ở đây. Còn khi mà cổ phiếu MIG break được vùng 35 thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật rất đẹp. Khi mà nó đánh vượt thoát vùng 35 á, thì gần như nó là không còn cản nữa đây. Đó. Khi mà đánh vượt thoát được vùng 35 thì gần như MIG không còn cản nữa. Và khi đấy thì nó sẽ mở một cái trend tăng, gọi là trend trung hạn đấy. Đó. Thì anh chị em lưu ý với mã cổ phiếu MIG. Ở PVI về căn bản thì nó tốt đấy, nhưng mà về lực đánh thì nó hơi phập phù. Đoạn này đã đánh hơi phập phù quá. Ở vùng 48-49 và kháng cự ngắn ở vùng 53-54. Xa hơn thì ở khoảng vùng 55-56, khi nào mà em này mà đánh được break được khoảng vùng 58 thì đẹp. Bay được vùng 58 thì khi đó nó cũng sẽ mở một cái trang kỹ thuật rất là dài, và gần như lúc đó nó cũng bị hết cản rồi, nó không còn cản nữa. Đó, các anh chị có thể nhìn đây. Và cái cách đánh của PVI PVI á, thì chúng ta không vội được đâu. Cái kiểu đánh của con này nó như vậy, nó cứ lững thững vậy thôi. Đây cái giai đoạn này nó cứ lững thững, sau nó đi này, rồi sau nó lững thững ở đây thì có thể là nó sẽ công lên khoảng vùng 66 ở đây, rồi nó lững thững nó đi tiếp. Thì cái cách đi của con này nó đi khá là chậm rãi, nên là nếu như xác định đánh con này thì cứ chậm từ từ, cũng không vội được. Nhóm ngành bán lẻ chúng ta có mã cổ phiếu PNC. Rồi ok. Thì đối với PNC các anh chị em lưu ý là chúng ta có phân tích một cái vùng kháng cự ở đây là vùng 127. Trong các bản tin tuần gần trước đây và gần nhất đây là chúng ta nói đến vùng này, và nó đạt lên được 130 và nó bắt đầu chỉnh cung. Thì nó chỉnh cung đầu tiên thì bắt buộc sẽ là vừa 120.5. Tuần trước nó về vùng 120.5 rồi. Và sau đó cái vùng 120.5 mà nó không lấy lại được, nó ngay lập tức nó sẽ lùi về vùng sâu hơn, đó là 110, 112. Thì tuần này là PNG đã tích lũy 3 cây nến ở vùng 110, 112, như vậy là khá là tích cực. Trên góc độ kỹ thuật thì phiên kết tuần thì PNG đã đóng cửa ở trên vùng 120.5, tức là kháng cự. Đó, đóng được ở trên vùng kháng cự với một cây nến rút chân lên tương đối là đẹp. Với một cái lực rút chân như này thì khả năng tuần tới nó cũng sẽ chưa đủ mạnh, các anh chị, chưa đủ mạnh. Nó sẽ có những cái điểm khả năng ấy, theo quan điểm của Hùng thì nó sẽ test lại quanh vùng 117.8 đến khoảng quanh vùng 118. Đó, nó sẽ có một cái nhịp trả cung nho nhỏ ở đây, rồi sau đó cái lực cầu cung cầu như thế nào thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Nhưng về mặt xu hướng thì PNG hoàn toàn có thể quay lại vùng 127 đến vùng 130. Đây là vùng kháng cự có hàng, chúng ta sẽ canh chốt các anh chị. MVG sau chia MVG vừa chia cổ tức xong, và sau chia thì MVG cũng đã có những trong tuần thì nó cũng đã có những cái phiên gọi là giảm sâu và nó có phiên tăng sốc. Ba phiên kết tuần thì gần như là nó đang lấy lại những cái gì đã mất, tức là gọi là lấy lại những cái gì đã trước chia đi, anh em ta cứ nói như vậy. Như vậy về bản chất thì đến thời điểm hiện tại là MVG có vùng kháng cự 80 đến khoảng vùng 81. Anh em chúng ta lưu ý ở vùng này, đó, trụ đã kéo quá tốt rồi, thì theo quan điểm như quan điểm của Hùng Lê thì trụ sẽ không còn nhiều dư địa nữa. Mà sau khi dòng tiền chốt trụ thì nó có thể lấn chuyển sang một số các nhóm ngành khác, chứ còn trụ bây giờ là cũng mắc target rồi đấy. Nói chung là cũng vào những cái vùng nó rất là cao rồi. Đó. PET trong tuần thì PET đã chính thức quay trở lại test cung ở vùng 39 đến vùng 40. Trong tuần thì có những phiên là PET đã bị thủng dưới vùng 39 đến vùng 40 ở đây. Phiên kết tuần thì tạm ổn. Và khả năng thì nó sẽ vẫn còn những cái nhịp nhào lại đây. Nói chung là nhịp nhào lại ở khoảng quanh vùng 37.5 đến khoảng vùng 38. PET sẽ còn những cái điểm test tích lũy ở đây. Và mục tiêu thì chúng ta vẫn dự báo trong nhịp này PET sẽ quay về lại, hồi lại ở quanh vùng 47, 48, 49 gì ở đây, khoảng quanh vùng 47 cộng ở đây. Thì về đến kháng cự này thì chúng ta lưu ý DigiWorld trong tuần vừa qua thì DigiWorld cũng đã quay trở lại test cung sau khi mà DigiWorld đạt được đến cái kháng cự 140. Và vùng test cung kỹ thuật thì cũng tạm ổn ở vùng 120 đến 122.
Nhìn chung thì trong tuần này thì DigiWorld đã có những nhịp tích lũy nền tương đối ổn định như này, thì khả năng là tuần tới nó sẽ có những cái điểm đánh về lại quanh vùng kháng cự 139, 140, có hàng thì chúng ta canh vùng này để chúng ta chốt. Ô tô hàng xanh thì trong tuần trước thì hàng xanh đã đánh khá là tốt và nó có vùng tích lũy ở 21.8 đến vùng 20, 20 mấy ta, 21.8 đến khoảng vùng 22.5. Tuy nhiên đến tuần này thì cái đà phục hồi của HX đã không giữ được, sau khi mà nó tiệm cận được đến cái vùng kháng cự 24 thì nó bắt đầu chỉnh cung. Nhìn về góc độ kỹ thuật thì điểm chỉnh cung này tuần tới 16.8 đến khoảng vùng 18, đây sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của HX ở trong thời điểm này. Và nếu như chúng ta nhìn nhìn về một cái mô hình đi, thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng ở đây sẽ là một cái mô hình V kép ở đây, tức là tích lũy thành công ở điểm này, rồi sau đó nó sẽ đi một cái xu hướng gọi là xu hướng hình răng cưa, vùng hay có vẽ cho anh chị đó. Nó sẽ đi một cái xu hướng hình răng cưa như vậy, và nó xu hướng hình răng cưa để làm gì? Để nó tích lũy. Và tích lũy thành công hay không thì chúng ta cần phải đánh giá ở những cái góc độ về mặt tương lai. Đó các anh chị, nếu tích lũy thành công tức là gì? Tức là HI sẽ đi được ở trong cái biên 18 đến khoảng biên đến khoảng biên 20.5, và một cái ngày nào đó mà cổ phiếu này vượt thoát lại cái vùng 20.5 thì đấy là cái tín hiệu mà chúng ta có thể canh gom thêm sau những cái điểm gọi là điểm gom tích lũy ở đây. Đó, thì cái câu chuyện là gì? Chúng ta không thể giám sát, không ai có thể nói tài nói giỏi được rằng là HX đang ở 18. Tuần tới nó lên vùng 38, ví dụ như vậy, ai nói được như vậy không? Không ai biết được cả đâu các anh chị. Nếu biết thế thì nó đã không thành thị trường chứng khoán, nó đã không thành một cái chợ ở đấy rồi, và biết như vậy thì ai còn bán hàng cho các anh chị để mua, hoặc ngược lại, ở một cái góc độ ngược lại là ví dụ khi đến vùng 38 rồi thì có ai biết nó xuống đâu, đúng không? Không ai biết, còn vẫn có những người kỳ vọng nó lên tiếp thì họ mới mua vào ở vùng 38, nhưng có những người bảo ở 38 nó cao rồi chốt đi. Đó, nó mới thành thị trường, nó là như vậy. Thì chúng ta phân tích kỹ thuật là gì? Chúng ta dựa vào tín hiệu kỹ thuật giao dịch ở trong phiên, rồi tín hiệu giao dịch kết phiên, rồi tín hiệu giao dịch kết tuần để chúng ta phân tích, chúng ta dự báo xem là với tín hiệu như vậy thì nó tốt hay nó xấu, với tín hiệu như vậy thì khả năng nó đi được đến đâu, với tín hiệu như vậy thì chúng ta nên làm gì, vân vân và vân vân. Đó là phân tích kỹ thuật đó. Rồi bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích tiếp một cái nhóm ngành tiếp theo, một nhóm ngành khá là căn bản ở trên thị trường. Đấy là nhóm ngành thép. Thì trong các bản tin gần đây thì cũng có nói rồi, nhóm ngành thép của chúng ta đang đi dò đáy. Và hiện tại thì giá thép của thế giới thì cũng sau một cái thời gian nó down rất là mạnh thì hiện tại nó đang có xu hướng phục hồi, và cái xu hướng phục hồi đó thì sẽ cần thêm cái sự đánh giá. Còn đối với nhóm thép ở trong thời điểm hiện tại thì Hòa Phát có chia cổ tức các anh chị nhé, tức là cái trend kỹ thuật của chúng ta vẽ trên này này, thì bây giờ nó chia cổ tức nên là giá khi chia cổ tức thì giá nó sập xuống theo cái số đã chia. Thì mà nhân tiện cái câu chuyện là nói đến cái chia cổ tức, thì một số các anh chị em đang bị lầm tưởng. Tức là gì? Các anh chị em đang bị lầm tưởng, ví dụ như cổ phiếu của mình mua 10 triệu, các anh chị được chia cổ tức là 10%, tức là 1.000 đồng trên một cổ phiếu, ví dụ như vậy, mà chúng ta nắm 10.000 cổ phiếu, ví dụ như vậy, 1.000 cổ phiếu đi, thì chúng ta được nhận về 1 triệu, tức là sau khi chia cổ tức là chúng ta nhận về 11 triệu, tức là mọi người đang có rất nhiều anh chị em đang bị tư duy bị sai về chia cổ tức như vậy. Dẫn đến cái câu chuyện là cứ cổ phiếu nào chia cổ tức là hỏi anh ơi có mua không để em ăn cổ tức, nhưng mọi người lưu ý là tại thời điểm chia cổ tức giá trị doanh nghiệp không đổi. Tức là gì? Có nghĩa là tại cái thời điểm đó chúng ta có 10 triệu cổ phiếu với một cái giá tương ứng nào đó, thì khi chúng ta nhận về 1.000 đồng thì cái giá vốn của các anh chị đó chúng ta sẽ giảm đi theo 1.000 đồng ở đấy đó, hoặc là khi chúng ta nhận về cổ phiếu thì giá cổ phiếu sẽ giảm tương ứng với số cổ phiếu chúng ta, số cổ phần chúng ta nhận về. Nên tại cái thời điểm mà chúng ta nhận chia cổ tức chúng ta không được cái gì á đó, giá trị doanh nghiệp nó sẽ giảm tương ứng với cái số mà chúng ta nhận về đó, các anh chị lưu ý. Thì Hòa Phát cũng như vậy, nó chia cổ tức thì giá nó bị tụt đây này, tức là cái mô hình này đâu đó giá 33 chúng ta phân tích thì bây giờ nó thành giá 25. Nhớ đây này, cái mô hình nấm ở đây này thì máng máng, khả năng cũng ngáng ngáng ở đây. Tất nhiên là có công thức để tính chính xác, nhưng mà nôm na là như vậy. Thì chúng ta lưu ý là chia cổ tức là giá nó sẽ chỉnh về với tương ứng với cái số cổ phần mà chúng ta nhận về, tức là tại thời điểm chia giá trị doanh nghiệp không đổi đó, chứ không phải là chúng ta chia cổ tức là chúng ta được thêm tiền đâu đó. Trừ khi chia cổ tức xong cổ phiếu tăng giá thì đấy chúng ta sẽ được thêm tiền. Đối với Hòa Phát thì chúng ta sẽ nói sau chia, tức là sau chia nó mất vùng 25, mất vùng 25 thì xu hướng nó sẽ đi về vùng 20.7, mặc dù trong tuần hiện tại thì nó đang giao dịch ở quanh ngưỡng 22 và có những cái điểm rút chân.
Thì tuần tới thì Hòa Phát nó sẽ có những cái điểm mà nó giao dịch, chắc chắn là nó sẽ còn bùng bùng biềng ở quanh cái vùng 22 anh chị, chưa chưa chạy ngay được đâu. Đó là nó có hồi phục được thì bắt buộc là nó phải đi về những cái vùng này và nó phải có những cái tín hiệu hình răng cưa, nó còn xây ở đây chán. Đó, và nó không thủng vùng 20.7 thì khả năng cao mới bật được ở đây, chứ còn nếu mà sang tuần mà nó bị thủng vùng 20.7 rồi thì cái khả năng bật tiếp của nó gần như không còn. Ở cổ phiếu Hoa Sen cũng hoàn toàn tương tự như vậy, trong tuần vừa qua thì Hoa Sen tiếp tục mò đáy và cái điểm mò đáy đã bị thất bại ở vùng 20. Khi vùng 20 bị thủng thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về vùng 16.2. Vùng 16.2 bị thủng thì nó sẽ đi về đâu? Vùng 13.2. Đấy là cái quy luật vận động hoàn toàn tự nhiên của cổ phiếu. Như vậy thì tuần tới Hoa Sen nó sẽ có những cái điểm mà kiểm tra lại cung cầu ở khoảng quanh vùng 16.2, 16 đây. Trong trường hợp mà nó không lấy lại được vùng 16 cộng thì xu hướng chắc chắn nó sẽ tiếp tục chỉnh giảm. Cổ phiếu Nam Kim cũng hoàn toàn tương tự như vậy, trong tuần vừa qua thì nó tiếp tục dò đáy và điểm test kỹ thuật về quanh vùng 22.3 nó bị thất bại. Điểm đấy nó bị thất bại rồi á thì nó sẽ về vùng 20 đến vùng 20.5 và điểm này tiếp tục cây nến của ngày thứ 5. Nó cho một tín hiệu là Nam Kim không có thể quay lại được vùng 20 cộng. Và hệ lụy là đến phiên ngày thứ 6 thì nó bị xả tiếp, đấy là cái quy luật vận động của cổ phiếu. Thì nó bị xả như thế này thì nó sẽ đi về đâu? Khả năng là vùng 16, 16.5 sẽ là cái vùng giá hội tụ tiếp theo của Nam Kim, và về vùng này thì sẽ có thêm sự phân tích. Cổ phiếu TVN trong tuần vừa qua cũng như vậy, sau một cái giai đoạn tích lũy ở vùng 9.7 đến 10 thì nó đã bị mất vùng 9.7. Mất vùng 9.7 thì nó sẽ về vùng 8.5. Ngày hôm nay thì nó đang đóng cửa vùng 8.4, tức là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 8.5 này nó đang có tín hiệu kỹ thuật bị vi phạm. Chính vậy nên là trong trường hợp nếu trong tuần tới nó công lại được vùng 8.5 cộng thì tạm ok, nhưng mà một cây nến đỏ đặc và nó tiếp tục đè gãy khoảng vùng 8.3 ở đây, xu hướng nó sẽ đi về vùng 6.7 đến vùng 7. Cổ phiếu TLH thì TLH thì cũng đã trong những cái bản kịch bản phân tích thì cũng đã có mô phỏng một cái kịch bản, đó là gì, sau một cái giai đoạn mà nó hồi phục ở đây, nó có tín hiệu hồi và sau đó thì nó sẽ bị đào tiếp, mặc dù cái tín hiệu hồi này nó khá là yếu, nó không lên được khoảng quanh vùng 14-14.5. Trong tuần thì TLH cũng đã có điểm test cung kỹ thuật ở vùng 11.3 thất bại thì nó sẽ đi về vùng 10. Và vùng 10 đây thì nó đang, cái nến này thì nó đang bị mất 10, chính vậy nên là nó sẽ cần thêm một cái nến xác nhận nữa để xem là nó có lấy lại được vùng 10 không. Trong trường hợp không lấy lại vùng 10 thì nó sẽ về vùng 8. Thủng vùng 8 sẽ đi về vùng 6. Đó, cái không ai có thể chặn đứng được cái xu hướng giảm giá của cổ phiếu. Và nó cứ vận động vậy thôi, nó vận động cho đến lúc nào mà cổ phiếu có xu hướng tạo đáy thì cái đó nó mới là thật là đáy của cổ phiếu. Chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xi măng, gồm có BCC. BCC như cũng BCC tuần vừa qua cũng bị đạp tương đối là mạnh. Như vậy là BCC tuần qua chúng ta dự kiến là đạp về khoảng quanh vùng 16, nhưng trên thực tế thì BCC đã trả hết nền, tức là trả hết vùng 14-14.5. Với tín hiệu hiện tại của BCC như này là yếu, nhớ anh chị. Tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng 14.5. 14.5, trong trường hợp thủng 14.5 thì nó sẽ đi về vùng 12. Và coi như là trả hết, gọi là trả hết nhịp tăng vừa qua. Đó, thì chúng ta sẽ phân tích thêm. HT1 HT1 thì trong tuần vừa qua nó cũng đã trả cung, gần như là trả hết cái cung rồi, trả hết rồi. Dự kiến thì nó chỉ test về khoảng quanh vùng 17.5 thôi, nhưng trên thực tế thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai, vùng 17.5 của HT1 đã bị mất. 17.5 bị mất thì nó sẽ có xu hướng về đấy thôi, đó là vùng 15.5 đến vùng 16, và phiên kết tuần thì vùng 15.5 cũng đang có xu hướng bị mất. Như vậy thì với tín hiệu kỹ thuật như thế này á, thì với anh chị em mà đang cầm thì chúng ta sẽ cầm thêm và chúng ta sẽ chờ đợi thêm tín hiệu kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 14. Như vậy thế này thì nó sẽ chỉnh về cung về khoảng quanh vùng 14 đến khoảng vùng 14.5. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích tiếp nhóm ngành dầu khí. Thì anh chị em cũng biết rằng là nhóm ngành dầu khí thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tín hiệu của WTI, Brent và giá xăng. Đấy là những cái yếu tố kỹ thuật.
Thì trong thời điểm hiện tại thì như chúng ta cũng đã có phân tích đề cập ở trong các bản tin trước đây, thì cái việc mà căng thẳng địa chính trị ngày càng căng thẳng trong khi chưa bên nào có những cái dấu hiệu hạ nhiệt để có thể kết thúc chiến tranh. Điều đó dẫn đến cái câu chuyện là giá năng lượng thì nó đang leo thang rất là mạnh. Đó, và hiện tại thì WTI trong tuần cũ thì chúng ta đã có những cái thời điểm WTI đã tiệm cận lên vùng 124 u trên một thùng. Hiện tại thì WTI đang có nhịp chỉnh. Vậy thì nhịp chỉnh này thì chúng ta sẽ nhìn nhận ở trên góc độ như nào? Đó là vùng 114 đến khoảng vùng 115. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của WTI. Trong ngắn hạn nếu như WTI vẫn giữ được cái vùng này thì khả năng phục hồi về 125, 150 là còn. Nhưng trong trường hợp nếu như mà nó phiên kết tuần ấy mà nó bị thủng vùng 114, vùng 114 thì xu hướng là nó sẽ quay lại cái vùng hỗ trợ sâu hơn đây, đó là vùng 100 đến khoảng vùng 102. Thì chúng ta tùy thuộc vào cái tín hiệu giá dầu để chúng ta đánh giá thêm. Còn trên góc độ kỹ thuật thì các anh chị em cũng có thể nhìn thấy đây rồi, tức là cái vùng này là cái vùng kháng cự rất mạnh của WTI, tức là vùng đỉnh đó, vùng đỉnh đó các anh chị. Và nhóm P cũng đã tăng rất tốt ở trong thời gian vừa qua, kéo rất tốt rồi. Vậy thì khi một cái nhóm ngành đã kéo rất tốt như vậy rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Có hàng thì chúng ta sẽ canh để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận các anh chị. Tuyệt đối chúng ta không nên đua xanh, bởi vì đua xanh lúc này nó sẽ gặp khá là nhiều rủi ro đối với nhóm P, bởi vì WTI cũng đã tiệm cận đến cái vùng kháng cự tương đối mạnh. Trừ khi nó có một cái biến cố nào đó ở trên thị trường, ví dụ như là nó bị khủng bố hay là nó bị một cái gì đấy thì WTI có thể tiếp tục tăng. Còn khả năng cao thì WTI cũng sẽ bị gặp khó, cản khó ở quanh vùng 125 đến 130. Đấy là những cái yếu tố kỹ thuật mà chúng ta đang lưu tâm. Rồi cổ phiếu GAT thì tuần vừa qua GAT đã có những cái điểm chỉnh cung về khoảng quanh vùng 113 đến 115 và nó đang có những phiên phục hồi gọi là xuất thần. Và nhờ cái sự phục hồi của GAT nên mà thị trường của chúng ta cũng đã có bớt đi cái sự căng thẳng, bớt đi cái sự giảm điểm. Nếu như trong phiên giao dịch của ngày hôm nay GAT không phục hồi thì thị trường của chúng ta sẽ còn mất điểm rất là sâu. Bởi vì khi GAT phục hồi thì nó sẽ kéo theo một số các mã cổ phiếu nhóm P nó cũng đang phục hồi theo. Thì đối với xu hướng kỹ thuật của GAT hiện tại là GAT cũng đã break vùng 128.5 đến vùng 130, đây là vùng kháng cự. Như vậy thì khả năng sau khi điểm đánh break ấy, thì nó sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật lại, tức là nó sẽ test lại quanh vùng 128.5 hoặc sâu hơn sẽ là một vùng 125. PLX trong tuần này thì PLX tiếp tục chỉnh cung. Các cái vùng tích lũy kỹ thuật ở quanh vùng 42.8 bị thất bại thì PLX sẽ về lại ở biên 40 đến khoảng biên 41. Nhìn tín hiệu kỹ thuật này thì tuần tới thì PLX vẫn đang nằm trong một cái xu hướng vận động của một cái vùng tích lũy. PVT trong tuần vừa qua thì khá là khỏe, sau khi đạt được target 23 thì PVT chỉnh và điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên sẽ là vùng 21, sâu hơn sẽ là điểm ở đây đó là 19.6. Ở trên thực tế thì nó chỉnh cung về dưới 19 điểm, sâu nhất trong phiên ngày hôm nay là 19.8. Kết phiên thì nó vẫn lấy lại được ở trên vùng 21, như vậy là khỏe. Tín hiệu của PVT khá là khỏe. Điểm mua thì các anh chị nếu như nhún về được quanh vùng 20 thì ta mua và lên đến khoảng vùng 23, 23.5, 24 thì đấy sẽ là những vùng mà chú ý kháng cự ở đây chúng ta canh bán. PVS trong tuần vừa qua thì PVS cũng đã chỉnh cung về vùng 28, 28.5, dù cho là có những cái thời điểm nó bị mất vùng 28. Tín hiệu kỹ thuật của PVS hiện tại nhìn chung thì nó cũng đang khá là lưỡng lự. Vì sao? Bởi vì thứ nhất nó là vùng kháng cự ở đây là vùng 32 đến vùng kháng cự 34. Trong tuần trước chúng ta đã nói đến cái vùng này, tức là vùng 33, 34, ở đây đó là vùng kháng cự tương đối là mạnh. Thì với những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm PVS thì chúng ta cũng có một cái kỳ vọng nhỏ nhỏ thôi, đó là nó sẽ kéo lại vùng kháng cự ở đây và có hàng chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. PVD thì chính thức là đã bị chốt hạ rất là mạnh rồi. Sau khi mà nó công được kháng cự được vùng 24 thì tuần này nó dự test ở quanh vùng 21.3. Và vùng 21.3 thì nó đã bị thất bại. Chính vì vậy nó sẽ xu hướng khi cái vùng hỗ trợ nó bị thất bại thì nó sẽ về cái vùng hỗ trợ sâu hơn, vùng 19. Thủng vùng 19 thì chúng ta phải tính toán thêm ở vùng 17 đến vùng 17.5. Khả năng thì nếu trong trường hợp mà tối ngày hôm nay mà giá WTI không có cái sự bứt phá thì khả năng PVD cũng sẽ có những cái nhịp khá là khó khăn ở trong tuần tới. Đó, nhóm P đã tăng rất là tốt rồi thì bây giờ sẽ là đến cái thời điểm mà mọi người sẽ, nhà đầu tư họ sẽ hiện thực hóa lợi nhuận trong giai đoạn vừa qua.
Oi ở trong tuần vừa qua dự chỉnh về quanh vùng 14. Vùng 14 này nó bị thất bại nên là nó test lại ở vùng 12.9 đến vùng 13.3, chính là vùng hỗ trợ trước ở đây. Đây anh chị ở vùng này. Nhìn về xu hướng của Oi thì nó cũng sẽ chưa thể bật mạnh được đâu, khi mà đường MACD đang có xu hướng cắm đầu đi xuống như này các anh chị. Đó các anh chị có thể một cái cách nhận diện nó cũng khá là đơn giản thôi. Đó, bắt đầu từ đoạn này này, MACD nó đang cắm đầu đi xuống này. Đó ví dụ như vậy thì bắt đầu từ đây cho đến đây, đúng không ạ? Cho đến cái đoạn này này nó bắt đầu phập phù này, nó thì bắt đầu phập phù thì nó mới hình thành được một cái điểm tăng này. Còn lại là khi mà đường MACD đang có cái xu hướng mà nó cắm đầu đi xuống như thế này thì chúng ta lưu tâm một tí. Xu hướng ngắn hạn tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng 12.9, thủng vùng 12.9 thì chúng ta phải tính toán ở vùng 11.5 đến khoảng vùng 12, và xu hướng hiện đại của OI thì nó đang nằm ở cái dạng gọi là tích lũy. BSR trong tuần vừa qua thì BSR đã có một cái nhịp tăng cũng gọi là hồi phục tương đối là tốt sau khi mà nó test lại vùng 28.5, vùng 29. Đối với các tài khoản cầm BSR thì cũng đã có quan điểm chung rồi, đó là cái vùng 28.5 đến vùng 29 mà không thủng thì cứ cầm, còn thủng vùng này thì nên chốt. Đó, chốt như nào thì ví dụ chốt 30 hay chốt 50% thì tùy đó, nhưng mà vẫn vẫn giữ được ở trên này thì chúng ta cứ cứ cầm thêm. Bởi vì khi mà cái vùng 28.5, vùng 29 mà nó tích lũy được ấy, thì khả năng là BSR nó vẫn có một cái target cao ở vùng 34. Thì hiện tại là trong tuần vừa qua thì suýt soát nó lên được vùng 34, và với tín hiệu này thì khả năng nó cũng sẽ cố rướn lên được khoảng vùng 34. Thì về đến đây thì chúng ta cũng lưu tâm đến tháng cự này. POVK hiện tại thì đang xuất hiện một cái dòng tiền đánh tương đối là lớn từ tuần trước, đúng không ạ? Từ tuần trước liên tục đạt một cái lực cầu khoảng tầm 25 đến 30 triệu cổ phiếu trên phiên. Tuần này thì POVK test tương đối đẹp, đó là những cái vùng test kỹ thuật ở 14.3 đến 14.6, 14.6 đây. Lực cầu phiên này thì rất là tuyệt vời rồi. Trong khi thị trường chỉnh giảm nhưng POVK đã có một cái trend đi như vậy là rất là đẹp rồi. Và với xu hướng hiện tại thì POVK có thể vươn mình lên ở vùng kháng cự 17, sau đó nó sẽ chỉnh cung. Ok anh chị, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang hai cái nhóm ngành. Có cái sự kỳ vọng lớn về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì hai nhóm ngành này đã gặp thất bại. Đó là nhóm banh và nhóm chứng khoán các anh chị, nhóm banh và nhóm chứng khoán. Sau những cái thời gian nó tích lũy rất đẹp, đó để nó có cơ hội bứt thoát, thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần này, khi mà thị trường giảm 60 điểm một cái thì nó đã bị phá vỡ hết tất cả những cái tính kỹ thuật của nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi view nhóm ngành banh. Vietcombank thì về cơ bản nó là chỉ cái mã để nó điều tiết về mặt chỉ số thôi, đúng không anh chị? Ở trong tuần vừa qua thì nó cũng đã có những cái điểm test về vùng 74, 75 và nó cũng đã có những cái điểm long về vùng 80. Đó thì nó đi theo hình răng cưa mà. Đây đây các chị này, đó về vùng 75 này, xong long lên vùng 80 này rồi lại chỉnh này. Rồi chỉnh về vùng 73, 74, 75 đây này, rồi sau nó lại long lên 80 rồi lại chỉnh này. Tức là nôm na là nó chỉ mang cái tính chất về điều tiết về chỉ số. Hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng vùng 74 và kháng cự ngắn ở vùng 80 đến khoảng vùng 82. Đó là lưu ý đối với Vietcombank. MBB ở tuần này đó, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì gần như tất cả những cái yếu tố kỹ thuật mồng đang toan tính ở trong bản tin tuần video số 130 nó bị phá. Khi mà MBB bị mất vùng 26.5 là hỏng hỏng con ong luôn. Mất vùng 26.5 thì nó sẽ đi về đâu? Vùng 24 đến vùng 24.5. Vùng 24.5 mà bị vùng 24 mà bị mất thì đi về đâu? 22 các anh chị. Và với tín hiệu này thì xu hướng về MBB nó sẽ quay về vùng 22 khá là xấu. Không phải mỗi cổ phiếu penny mới bị giảm đâu các anh chị, các mã cổ phiếu căn bản cũng đi tương đối nặng, đi tương đối nặng. Đó ví dụ như BIDV từ vùng 50 mà bây giờ về đến vùng 30 rồi, gần đến vùng 30 rồi, tức là mất 20.000 trên một cổ phiếu. Đó, chúng ta thứ chỉ tính 20 trên 50, báo cáo với anh chị là cũng tầm 40% đấy cổ phiếu căn bản. Thế còn những cái mã cổ phiếu, có những mã cổ phiếu về banh chứng khoán là bây giờ cũng đã đi tới 50-60% rồi. Đấy thì BIDV cũng đã bị hỏng mất cái toan tính của chúng ta ở đây, đang có dấu hiệu hỏng chứ nó cũng chưa hỏng hẳn, ít nhất là nó chưa bị thủng quá lớn so với vùng 32. Trong tuần vừa qua thì nó tiếp tục đi sau một cái giai đoạn nó đi hình răng cưa ở đây các anh chị này, đây là những cái tín hiệu nó rất đẹp rồi đó. Và chính cái phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần vừa rồi thì nó phá vỡ luôn. Ví dụ phiên ngày thứ hai đấy nó có một cây nến xanh và nó cất lên. Nó cất bật lên trên này thì cái trend kỹ thuật nó sẽ khác ngay. Đó, nhưng mà nó đã phá vỡ mất cái vùng ở đây, đó là
Đó là cái vùng bao nhiêu, vùng 33, thì tự dưng là câu chuyện nó lại đi sang một cái chiều hướng khác, cái chiều hướng rất là tiêu cực đó. Phân tích kỹ thuật là vậy thôi, xem xu hướng rồi xem cái tâm lý giao dịch để chúng ta phán đoán xem là cổ phiếu đang ở hướng tích cực hay là tiêu cực. Nôm na là như vậy. Tích cực thì có nghĩa là chúng ta cầm nắm, tiêu cực thì chúng ta nên bán bớt đi, hoặc là chúng ta không nên tham gia, không nên đua vào, ví dụ như vậy. Thì xu hướng hiện tại của BIDV đó là nó sẽ có thể có những điểm test ở quanh vùng 30 đến khoảng vùng 31, và nó cũng sẽ hình thành một cái hình răng cưa ở đây. Tức là cái vùng này tích lũy thất bại rồi thì nó lại tiếp tục xuống ở đây, xuống ở đây để chúng ta có thêm những cái điểm tích lũy đây. Và trong trường hợp nếu như không thủng vùng 30 cộng thì nó sẽ hình thành một cái nền tích lũy đây, thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Nhưng ngắn hạn thì khả năng sẽ là lấy vùng 30 sẽ là vùng hỗ trợ của BIDV. Công thương CTG, công thương cũng như vậy, sau một cái điểm đánh ở đây từ hỗ trợ từ vùng 24 và nó nháp nhịp một lên vùng 28 là rất đẹp rồi. Từ vùng 28 nó đi hình răng cưa cũng cực kỳ đẹp luôn, và đến phiên ngày thứ hai thì thôi xong. Tức là tuần này là tuần phá trend. Tuần này là tuần phá trend của nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán, tức là phá sạch luôn, phá sạch tất cả những cái thành quả mà nó đang đi ở đây. Bởi vì thông thường nếu như mà nó sau một cái giai đoạn nó đi như này ấy, thì nó phải có một cây nến xanh đè đây này, ví dụ như vậy. Và nó phải đè đây, đây cái điểm đè đây. Nó đè hẳn lên với một cái lực cầu khớp lệnh khoảng tầm, ví dụ như công thương nó khớp khoảng tầm 13 đến tầm 15 triệu, và nó đè hẳn lên vùng 28 cộng luôn. Thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà nó sẽ đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi. Tức là nó sẽ cứu cho cả thị trường. Nó cứu bản thân không phải là mỗi 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 nhóm ngành chứng khoán đâu, nhưng khi mà có một cái nhóm ngành trụ lực ấy, nó giúp cho thị trường ổn định ở một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Ví dụ như trong bản tin tuần cũng có phân tích đó là gì, vùng then chốt của thị trường 1290 điểm của VN30 phái sinh, ví dụ nó giữ được cái vùng đấy đi thì cái câu chuyện là thị trường của chúng ta không thể có những cái biến cố mà nó sập sâu như vậy. Còn khi vùng đấy nó bị mất, tức là nó hoảng loạn, cái câu chuyện là như vậy. Khi những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật bị mất, nó gây tâm lý hoảng loạn, và tâm lý hoảng loạn thì nó đạp hết, nó phá vỡ hết đó. Thì cái phiên giao dịch ngày thứ hai là phiên phá trend hết, các anh chị phá hết. Mà công thương thì nó chỉnh về 25, 25 mà hỏng thì nó sẽ chỉnh tiếp về 24, 24 đây hỏng rồi thì nó sẽ đi về khả năng là biên 21, 21, 21, 21.5 đến khoảng biên 22. Không ai có thể giữ cổ phiếu lại cả các anh chị, khó lắm. Đối với Techcombank cũng như vậy, nó đang hình thành những cái điểm test tích lũy cực kỳ đẹp nhịp 2. Đó, và nhịp này nó test không thủng vùng 36 để nó có thể công lại tiếp theo cái nhịp ở vùng 38.5 với vùng 39 đây, tức là hình thành một cái hình răng cưa ở đây. Đó thì nó cũng sẽ đẹp thôi, nhưng mà câu chuyện là đến thời điểm này thì nó bị hỏng rồi. Tất nhiên là nó chưa hỏng hẳn, nó vẫn còn cơ hội. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây đó là vùng 33.5 thì nó vẫn đang còn đó. Đó. 33.5 thì đang vẫn còn đó, tức là cái cơ hội để mà nó tích lũy ở vùng 33.5 đến khoảng vùng 34 là vẫn còn. Đó. Trong trường hợp nếu mà nó không thủng vùng 33.5 thì cái cơ hội để mà tích lũy đi tiếp, còn nếu thủng 33.5 thì chúng ta phải tính toán ở khoảng vùng 31 thôi, không có cách nào. MHD Bank thì nhìn chung vẫn có những cái tín hiệu khá là tích cực hơn so với các mã cổ phiếu nhóm bank khác. Trong tuần nó tích lũy ở vùng 25, 253, và cái biên hỗ trợ ở đây ở vùng 24 không bị phá, có 3 4 cây nến nó test vào vùng 24. Nhìn chung với tín hiệu nhóm bank hiện tại thì chúng ta cũng không có quá nhiều các cái kỳ vọng đâu. Kỳ vọng không thủng vùng 24 thì đấy là một thành công, đã một thành công rất là lớn. Cổ phiếu STB ở trong những tuần vừa qua thì nó cũng đã có những cái tín hiệu giao dịch cực kỳ đẹp ở vùng kháng cự 22.5. Biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 20 sau khi một cái thời gian mà nó đi ở cái biên hình răng cưa này rất đẹp rồi. Tuy nhiên tín hiệu kết tuần thì nó đang hơi đuối. Nó đuối chung với cả nhóm banh. Tuần tới thì nó sẽ kiểm tra vùng 20, khả năng thì vùng 20 khó giữ ở với một cái tâm thế vị thế hiện tại của cả thị trường và cả nhóm banh thì khả năng vùng 20 khá khó giữ, và nó sẽ phải quay trở lại ở khoảng vùng 18 18 18 18.5 ở đây rồi mới xây hình răng cưa, tức là lại xây lại ở cái biên dưới này. Đấy. Ở Liên Việt Postbank cũng có một cái giai đoạn đi 2 tuần trước cực kỳ đẹp đó, và cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 14 thì nó cũng bị phá vỡ ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai. Vùng 14 bị phá thì nó sẽ về vùng 13, 13 bị phá thì nó sẽ về vùng 11, thế thôi, không có một cái sự lựa chọn nào cả. Và về đến vùng 11 rồi ấy, thì chúng ta sẽ xem chờ đợi xem là có cái tín hiệu hình răng cưa ở đây hay không.
đó để mà cổ phiếu tích lũy đi ngang trở lại đây, tích lũy tạo nền ở đây thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm. SHB cũng đã có một nhịp tích lũy khá đẹp lên vùng 15, nhưng nhịp này thì xu hướng như này thì nó sẽ tải hết rồi. Tuần vừa qua vùng hỗ trợ 13 13.5 đang có xu hướng bị thất thủ ở vùng này, và với nhóm banh như vậy thì nó sẽ có xu hướng về khoảng quanh vùng 12 12.2 để tích lũy lại. Nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ nhìn một số các mã cổ phiếu căn bản như sau. Đối với VCI thì VCI cũng đã có một nhịp đánh cực kỳ đẹp từ vùng 30 lên đến vùng 42. Sau đó thì nó tiếp tục hình thành một cái nền tảng tích lũy ở vùng 37.5 đến vùng 38 cực kỳ là ok luôn. Nhưng đến phiên ngày thứ hai thì nó cũng đã bị gì ạ? Nó bị phá trend đấy các anh chị, phá này. Phá điểm này thì nó sẽ đi về đâu ạ? Nó sẽ đi về vùng 35. Phá vỡ vùng 35 thì nó sẽ đi về vùng 28.5 đến khoảng vùng 30. Nhìn chung thì VCI vẫn còn một cái cơ hội, một cái cơ hội gọi là cơ hội nhỏ nhoi. Đó là gì? Đó là tuần tới thì nó tích lũy được ở cái vùng 28.5 ở đây, thì đấy là một cái cơ hội để cho VCI bắt đầu một cái mô hình phục hồi mới, đó là mô hình tạo đáy hình V kép ở đây. Thì có hay không cái câu chuyện 28.5 ở đây đến vùng 30 thì chúng ta phải chờ thêm, ví dụ như vậy. Ví dụ sang tuần tới nó cứ ngập ngừng ở đây. Đấy. Bài hát gì gì mà ngập ngừng bao điều chưa nói, ví dụ như vậy. Nó đi đến này thì chúng ta cứ bám bám sát thêm. Còn trong trường hợp nếu mà nó đạp thủng vùng 28.5 thì thôi hỏng. Kết thúc. Cổ phiếu SHS cũng như vậy. SHS đã có những thời điểm công vùng kháng cự 19.5 đến 20 rất là đẹp, và nó xây ở cái nền tảng 17.5, và gần như là khi nó bị mất vùng 17.5 mà thôi thôi hỏng trend luôn. Mất 17.5 thì về về biên 15.5 đến biên 16, mất biên 15.5 thì sẽ tụt về 14, và mất 14 sẽ tụt về đâu? Về 12. Đó, thì nó sẽ đó, nó sẽ đi về đây. Và cũng có thể nó có một cái mô hình V kép ở đâu đây chẳng hạn, ví dụ đây, đấy là cái kỳ vọng thôi, và cái kỳ vọng này thì nó cũng mong manh lắm. Hiện tại thì nó đang khá là mong manh. Bởi vì có hình thành được hay không thì chúng ta phải chờ thêm tín hiệu. Đó. SSI cũng rất đẹp ở trong những tuần trước, và đến thời điểm này thì nó trở thành rất xấu. Nó đi được cái hình răng cưa, và đối với SSI các anh chị, và chúng ta đã nói đến vùng 27.5, một vùng đỡ rất là quan trọng. Vùng đỡ 27.5 bị mất thì nó sẽ đi về đâu? Sẽ về 25. 25 bị mất thì nó sẽ đi về đâu? 18.5 đến khoảng vùng 20, đó là vùng mà SSI sẽ quay trở về đây. Cổ phiếu HCM cũng như vậy. HCM đã có những cái thời điểm mà nó hướng lên vùng kháng cự, công vùng kháng cự 25 rất là đẹp. Vùng tích lũy kỹ thuật ở vùng 22 bị thất thủ thì nó sẽ đi về vùng 20. Gãy vùng 20 thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ về 17 17.5. Trong trường hợp 17 mà bị thủng thì nó sẽ đi về vùng 14. Đó, cái cách đi của cổ phiếu như vậy thôi, và chúng ta cũng không thể ngăn cản được cái trend đi kỹ thuật của MBS. Đối với MBS thì cũng có những cái trend đánh rất có miếng ở vào thế, tức là công kháng cự 25. Cùng với đó thì hỗ trợ cái tuần 21.3 đến khoảng vùng 22, và tuần này thì vùng 21 chấm mấy đấy, 21.3 cũng bị phá. Phá vỡ vùng đó thì nó sẽ đi về vùng 20, 20 gãy luôn thì nó sẽ đi về 17.5. Mà 17.5 gãy thì nó sẽ đi về vùng 12. Và xu hướng như này thì về vùng 12 rồi. CTS cũng như vậy, nó đã có những cái miếng đánh công vùng kháng cự 2.8 khá là đẹp, cùng với đó thì nó hình thành một cái nền tảng tích lũy ở vùng 19.5 đến khoảng vùng 20, và phiên giao dịch của ngày thứ hai thì trend của CTS cũng chính thức bị phá vỡ. Và khi nó bị phá cái vỡ vùng 19.5 á, thì nó sẽ tiếp tục nó kiểm tra vùng 18, và kiểm tra vùng 18 mà thất thủ thì nó sẽ kiểm tra vùng 16, và vùng 16 mà bị thất bại thì nó sẽ vùng 13.5, và xu hướng hiện tại của em này thì đang có xu hướng thiên hướng đi về vùng 13.3. AGR
Đối với AGR cũng như vậy, nó cũng có những cái miếng đánh rất đẹp, đó là những cái thời điểm nó đã tiến đến công kháng cự vùng 13.6, đồng thời nó hình thành được một cái nền tảng tích lũy 11.5 vùng 12. Phiên giao dịch ngày thứ hai, thứ ba nó bị mất cái vùng đệm rất quan trọng ở đây, vùng 11.5. Các anh chị có thể hiểu được rằng cái quy luật vận động của cổ phiếu ấy nó rất là hay. Nếu như chúng ta mà nắm nắm vững được cái về mặt gọi là phân tích kỹ thuật đó, thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể dự báo được cái thiên hướng kỹ thuật của cổ phiếu nó tích cực hay nó là tiêu cực. Đó, thì nó đơn giản như vậy thôi. Và ví dụ khi AGR đang tích lũy ở nền trên này, đó là nền 19.5 đến khoảng nền 20, và khi một cái tín hiệu kỹ thuật mà nó bị phá vỡ cái vùng 19.5 đây, thì nó dự báo một cái trend kỹ thuật rất là khó khăn của nó ở đây. Vậy thì sau một cái giai đoạn nó đi này, thì đây cũng là những cái thời điểm mà không ai nói tài nói giỏi được, nhưng ít nhất là chúng ta cũng đã nhìn thấy được những cái khoảng sáng, ở những cái khoảng sáng của cổ phiếu đó là gì? Cổ phiếu đã ngừng rơi, cổ phiếu đã bắt đầu công lại những cái vùng kháng cự ngắn, đồng thời cổ phiếu cũng đã hình thành nên những cái vùng hỗ trợ ngắn đó, thì đấy là những khoảng sáng của cổ phiếu. Thì đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta có thể bắt đầu bắt đáy, ví dụ giải ngân, ví dụ như vậy đó. Tuy nhiên là những cái điểm đó thì cũng chưa, không ai có thể dám chắc được nó thành công 100%. Và khi mà cái điểm tích lũy ở trong cái khoảng sáng đó là 11.5 nó bị phá vỡ, thì đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta nhận diện là à, như vậy là xấu các bạn ạ. Nếu mà chúng ta cầm lại thì chúng ta sẽ phải ngắm ngắm về vùng 8 đó. Rồi về vùng 8 thì nó sẽ như nào, thì chúng ta xem từ về vùng 8 đây nó có xây được như vậy không. Thì có thể là trong cái quá trình mà nó rơi về vùng 8 thì bắt đầu về đến đây nó lại tiếp tục hình thành một cái gì các anh chị, đây một cái hình đang cưa đây, và một cái giai đoạn tích lũy như vậy đó. Và tích lũy thành công thì như thế nào, và tích lũy thất bại thì như thế nào? Ví dụ tích lũy thành công thì nó phải công lại được ở khoảng vùng 10 đó, thoát vừa thoát lên vùng 10 thì đấy là một cái điểm tích lũy thành công. Còn nếu như nó thất bại, có nghĩa là sau một cái thời gian nó đi quanh vùng 8 và cuối cùng nó bị mất ở vùng 8, thì đấy là tích lũy thất bại đó. Thì cách nhận diện cổ phiếu như vậy thôi. Cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán, phân tích luôn mã cổ phiếu VND, mọi người cũng đang quan tâm. Thì đối với VND như vậy, nó có những khoảng sáng ở vùng 26, tức là khi nó công đến vùng kháng cự 26 đây thì rất là đẹp, và nó có những điểm trả cung ở vùng 22.8 không không thủng. Nhưng đến phiên ngày đấy, phiên ngày thứ hai là phiên phá trend hết đó, tức là nó phá đi cái ý tưởng của chúng ta ở đây, đó là nó đi tích lũy được ở trong cái hình hình này đó anh chị đó. Và khi mà nó bị thất bại ở cái vùng 22.8 thì nó sẽ đi về vùng 21.3. 21.3 mà thất bại thì nó sẽ về vùng 19.5. 19.5 mà thất bại thì nó sẽ đi về vùng 15. Đó. Cứ như vậy thôi. Về đến vùng 15 á thì nó có xuất hiện một cái tín hiệu mà kiểu như thế này không? Đó, ví dụ vậy thì chúng ta lại phải chờ thêm. Đó, để chúng ta đánh giá rằng à, như vậy về đến vùng 15 cổ phiếu VND có thể hồi phục không, ví dụ như vậy. Cổ phiếu FTS ở trong tuần trước nó cũng đã hình thành một cái trend rất đẹp, nó đã công được cái vùng bao nhiêu, vùng kháng cự 39, đấy là một khoảng sáng của cổ phiếu. Và nó cũng hình thành nên một cái nền tảng tích lũy, thứ nhất đó là vùng 36.5, cái điểm thứ hai ở đây đó là vùng 34.7 đó. Và tuần này, phiên ngày thứ ba thì nó bị mất vùng 34.7, mất những cái điểm hỗ trợ đây cũng được xem như gọi là những cái điểm hỗ trợ, gọi là hỗ trợ then chốt đó các anh chị. Đó, vậy thì những cái điểm này nó bị mất rồi thì cổ phiếu nó sẽ bị phá. Nó phá phá rất là mạnh. Điểm phá đầu tiên nó phá về vùng 31. 31 bị thủng thì nó sẽ về vùng 25. 25 mà bị thủng thì nó lại còn số tiếp. Câu chuyện nó là như vậy, chứ không phải là về đến vùng 25 là đáy đâu nha các anh chị nhá. Về đến vùng 25 thì phải chờ thêm xem ở chỗ này nó có đọc lại được không, ví dụ như vậy. Còn nếu chỗ này nó không đọc lại được, nó vẫn tiếp tục, nó về đây xong lại cây nến đỏ nó bõm thế này phát thì nó lại 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 đi tiếp, nó lại đi tiếp đường này. Ở VX cũng một số anh chị em quan tâm, thì đối với VX như vậy nó cũng đã hình thành được một cái nền ở đây rất đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp chứ không phải là rất đẹp đâu các anh chị, ở vùng 11. Sau đó nó xây biên 12, 12.5 và nó có đánh lên vùng kháng cự 13.3, nó có những cái thời điểm nó đã dàn quân để nó đánh kháng cự ở đây. Đó, tuy nhiên là hỏng rồi, thế này là hỏng rồi, mất cái vùng ở đây là hỏng rồi, mất vùng bao nhiêu đây ạ? Mất vùng 11 là hỏng rồi. Khi mất vùng 11 á thì nó sẽ đi về vùng 9.4.
9.4 mà bị mất, 9.4 mà bị mất thì nó sẽ đi về đâu? Khả năng sẽ là quanh 7. Và xu hướng này thì khả năng là sẽ đi về quanh 7 đó. Tức là khi những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật then chốt mà nó bị phá thì gần như cổ phiếu nó bị hỏng hết trend, và khi nó bị hỏng hết trend như vậy thì chúng ta sẽ khá là khó khăn. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành căn bản khác anh chị nhé, nhóm ngành cảng biển đi. GMD. Thì trong tuần vừa qua GMD, cái con GMD này thì Hùng cũng đã phân tích khá là kỹ, khá là sát ở những cái vùng kháng cự kỹ thuật ở vùng 58 đến vùng 60 là vùng kháng cự, và những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 49 đến vùng 50. Trong tuần vừa qua thì GMD suýt soát về đến vùng ở đây, tí nữa thì ăn lệnh, cũng phục lệnh ở đây nhưng mà không ăn được, bởi vì là nó lại hồi lên, mà hồi lên thì thôi không chơi, bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại mà đua xanh ấy là gần như khó chơi lắm. Chỉ có gọi là đặt giá sâu sâu ở cái vùng hỗ trợ, may mắn nó khớp được ít, xong đấy thì T3 hàng về và có lãi thì đẩy đi thôi, chứ còn cũng không có quá nhiều các cái cơ hội. Với lực đánh hiện tại của GMD khá là đẹp, vùng 52 đến vùng 53 sẽ là hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn để cho cổ phiếu này có thể công vùng 58 đến khoảng vùng 59 ở đây, chú ý vùng kháng cự. VNA thì nhìn chung ấy, VNA thì sau một cái giai đoạn mà nó đạt đỉnh rồi thì nó đang đi vào một cái nhịp chỉnh cung tích lũy. Các anh chị mà chúng ta đang cầm mã cổ phiếu VNA thì chúng ta cũng cứ cầm thêm thôi, theo quan điểm kỹ thuật cùng thì nó sẽ đi đâu đó, nó sẽ lòng vo đây này, nó đi hết cái con đường này, tức là nó sẽ vòng vo ở quanh vùng 35. Trong cái trường hợp nếu như nó vẫn giữ được ở một cái trang kỹ thuật ở đây, tức là trên khoảng vùng bao nhiêu đấy? Trên khoảng vùng 32.6 cộng thì chúng ta cứ cầm, bởi con này khi nó kéo thì nó kéo khá là sốc, nó kéo nhanh, nó kéo một vài cây là chúng ta có đủ target thôi. Đặc điểm của nhóm ngành cảng biển thì nó như vậy, nó kéo khá là sốc, giảm sốc và kéo sốc. Thì cổ phiếu VSC cũng như vậy đấy, anh chị nhìn đây, cặp kháng cự đạp phát luôn, cặp hỗ trợ phát kéo thẳng luôn. Trong tuần vừa qua thì VSC cũng đã kéo về về đến hỗ trợ luôn, 44.5. Có những điểm test kỹ thuật ở quanh hỗ trợ 46.5 và lực đánh cuối tuần khá là tốt, khả năng sang tuần tới thì nó lại kéo lên vùng 52 đến vùng 54, 55 ở đây này, lên đến cái vùng này thì có hàng để canh mới chốt, thế thôi. Trong giai đoạn hiện tại mà có hàng mà chốt là một hạnh phúc rất là lớn rồi các anh chị. Ước mơ thèm được chốt lãi là nó mong manh lắm, khá là mong manh. Rồi, đối với VOS ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta nhìn như thế nào? Thứ nhất là kháng cự này, kháng cự 17.3 này, hỗ trợ kỹ thuật trong tuần này, nó test về vùng 15 bị thủng thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ sâu hơn, đó vùng 13.5 đến vùng 14. Trên tín hiệu kỹ thuật thì nó đang hồi, VOS đang có kỹ thuật hồi, tuy nhiên lực hồi này thì cũng chưa thực sự là thuyết phục. Sang tuần tới thì khả năng nó sẽ có thêm những cái điểm... nếu mà khỏe thì nó test lại 1/2 ở đây, tức là khoảng quanh vùng 4.5, mà yếu hơn thì nó sẽ quay lại nền, nó sẽ lừng khừng quanh một vài phiên ở đây nữa, rồi chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng phục hồi. Nhóm ngành than chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu sau. Thì đối với hiện tại là nhóm ngành than sau khi mà than đạt đỉnh á, thì nhóm than đang có cái xu hướng chỉnh giảm, giá than của thế giới á, đang có xu hướng chỉnh giảm, chính vậy nên là kết hợp với cái xu hướng thị trường trong nước của chúng ta thì cũng quá xấu đi, nên chính vì vậy nên nhóm than trong tuần vừa qua nó đã giảm tương đối là mạnh, nhìn cái mức giảm này là tương đối mạnh. Sau khi mà nhóm này đạt được một số các cái target về mặt lý thuyết là nhóm than đã hoàn thành các cái vùng giá mục tiêu đấy các chị, hoàn thành vùng giá mục tiêu rồi, chỉ có điều là nó chưa lên được gọi là căng thôi, chứ còn giá mục tiêu là đạt rồi. Ví dụ như TVD là chúng ta đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu ở quanh vùng 19. Đó, chỉ nó chỉ chưa nét căng được, tức là nếu mà nét căng được lên khoảng vùng 20.5 đó là vùng nét căng, còn ở vùng 19 nó là đã nét rồi. Tuần vừa qua thì gần như là nhóm than chỉnh, và nó chỉnh đối với TVD gần như nó chỉnh hết cung rồi. Tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái mức độ tích lũy tạo nền của TVD ở khoảng quanh vùng giá 14, thậm chí sâu hơn thì chúng ta vẫn có thể phải phải tính toán ở đây thôi. Đây các anh chị này, vùng mè đây này,
và có những cái cây nến ở quanh vùng này thì cũng hoàn toàn có thể là tuần tới nó sẽ có những cái điểm mà sọc về đó, ví dụ vùng 14 mà nó bị mất, nó hoàn toàn có thể sọc về đây, rồi sau đó chúng ta lại xem để chúng ta đánh giá xem có một cái lực phục hồi ở bên này đó. CST CST thì cũng như vậy, chúng ta đã đạt được cái target 18 và nếu mà nét căng thì nó sẽ lên được 19.5 đến vùng 20, nhưng mà lên được đến đây thôi là bắt đầu có cái sự suy yếu đúng không ạ? Tuần này thì CST cũng đã bị chốt và lực chốt này thì không có gì phải bàn cãi nữa rồi, về vùng 14 thì là chắc chắn rồi. Trụ được cùng 14 không? Nếu vùng 14 thủng thì vẫn phải tính toán thêm ở đây này, vùng 13 này, 13 13.5 ở đây đối với CST. Cổ phiếu TDN thì nó cũng ăn cổ tức 1.400, tức là về mặt kỹ thuật là vùng target 17 là vùng giá mục tiêu thì gần như cũng đã hoàn thành. Bởi vì lên đến đây nó là 16 rồi, 16 cộng với 1.400 là 17.4, tức là như vậy là đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 17 đây. Và nó bị tuần vừa qua thì nó cũng đã bị chốt. Chốt khá mạnh. Nhìn chung thì chúng ta lại có lại vùng hỗ trợ kỹ thuật của TDN ở đây, đó là vùng 11.5, vùng 12, 12.5 ở đây. Kỳ vọng là cổ phiếu sẽ tích lũy tạo nền lại ở đây khi thị trường chung ổn định, và chúng ta sẽ có một cái trend kỹ thuật nó tối ưu hơn ở ở vùng hỗ trợ kỹ thuật này. THT thì cũng đã đạt được một target gọi là net net rồi đấy, bởi vì con này ăn cổ tức 1.200 và giá nó đạt được cao nhất ở đây là 15.3 cộng 1.200 nữa, thì như vậy là nó đã chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 16.5 đến vùng 7. Tuần này thì nó cũng bị THT bị chốt tương đối là mạnh, và nhìn chung ở đây thì nó cũng đã đi về được đến cái hỗ trợ kỹ thuật 11 đến khoảng vùng 11.7 đây. Tuần tới khả năng với xu hướng thị trường hiện tại thì chúng ta kỳ vọng thêm cái mức độ tích lũy nền của THT ở quanh đây. Các tài khoản đang cầm thì chúng ta quan sát thêm, và lực cầu quay trở lại và giá tăng trở lại thì chúng ta mua thêm thôi. NBC trong tuần ăn cổ tức 0.6 và NBC thì cũng không nằm ngoài cái guồng quay của thị trường, đó là chỉnh. Ngắn hạn thì NBC đã chỉnh cung về vùng hỗ trợ đây 13 13.8. Lực cầu đã vẫn đang duy trì tương đối là đều, lực cầu đang duy trì tương đối là đều ở đây. Và với lực chỉnh hiện tại, với lực chỉnh hiện tại đây á, thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự kỳ vọng nhất định nào đó khi mà NBC về lại ở quanh vùng 13 13.8 ở đây, chúng ta sẽ bắt thêm, khả năng là sẽ bắt thêm. Trong trường hợp thị trường chung ổn định quay trở lại thì chúng ta sẽ bắt thêm ở quanh này, vùng này nó cũng sẽ là hợp lý. TC6 trong tuần cũ thì TC6 đã đạt lên đến kháng cự 11 và nó chưa break được vùng 11, tuần này thì nó chỉnh. Với việc chỉnh cung hiện tại xem nào, với việc chỉnh như thế này thì TC6 hơi hơi xấu nhỉ, như này là hơi xấu đấy. Tuần tới nó sẽ có ở khoảng vùng 8 đến 8.5, ta sẽ phải theo dõi thêm ở vùng này thôi, thằng vùng 8, và kỳ vọng ở vùng 8 thì nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn của nhóm ngành than. Nói chung là thị trường mà ổn định quay trở lại thì những cái nhóm ngành này nó khá là căn bản các anh chị, và nó sẽ hồi phục thôi, quan trọng nhất là thị trường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích vào nhóm ngành phân đạm và hóa chất. Thì đối với BFC trong phiên ngày hôm nay là cổ tức ăn cổ tức 2.000 đồng trên một cổ phiếu. Còn tín hiệu kỹ thuật của BFC đó là vùng 24 25, đó là hỗ trợ kỹ thuật ngắn. Đã có một lực hồi, tuy nhiên lực hồi này thì nó cũng chưa thực sự là thuyết phục, và khả năng nó sẽ quay lại ở vùng 25 26 đây trong tuần mới. Rồi sau đó thì sẽ đánh giá thêm cái khả năng tích lũy nền. Còn về nhìn về mặt xu hướng, nhìn về mặt xu hướng thì đang thiên về kịch bản là BFC sẽ tiếp tục kéo. Đàm Cà Mau trong tuần vừa qua đó, sau khi mà nó lên đến vùng 43 44 ở đây vùng kháng cự thì nó có hai cây nến chỉnh đấy các anh chị này. Đó, chỉnh chuẩn luôn, đối với Đàm Cà Mau thì khá là nét, chỉnh về vùng 35.5, và trong tuần thì nó đã có những cái nến phục hồi, và những cái điểm phục hồi này thì lại đưa Đàm Cà Mau về lại những cái vùng kháng cự ở đây rất là mạnh đây, đó là vùng 43 44, và cao cao hơn tí nữa là vùng 45. Đấy sẽ là những vùng mà các anh chị em chúng ta có hàng, chúng ta bắt được những cái điểm vị thế thấp, chúng ta canh để chúng ta chốt.
Đàm Phú Mỹ trong tuần vừa qua nó cũng đã có một cái cây chỉnh chỉnh cung về vùng 60. Điểm 60 thất bại thì nó chỉnh về vùng 54, tuy nhiên là chưa đến 54 và nó đã kéo lên. Nhìn chung ở trong tuần mới thì nó cũng sẽ có những cái điểm tích lũy lại ở quanh vùng 60. Mục tiêu ở trong nhịp này thì nó cũng sẽ đánh về khoảng vùng 70 71 ở đây. Đây sẽ là những cái vùng kháng cự tương đối mạnh của Đạm Phú Mỹ, và chúng ta cũng phải rất là lưu tâm, bởi vì là thông thường khi một cái trang kỹ thuật đó, chúng ta nên mua ở những cái vùng hỗ trợ. Đây là những vùng hỗ trợ này, hoặc đây sẽ là những vùng hỗ trợ này, 54 55 56 này. Nhưng lên đến những cái vùng kháng cự ở đây đó là gì, vùng 70 71 72, đây sẽ là những cái vùng kháng cự, và lên đến những vùng này thì chúng ta hạn chế mua các anh chị nhé. Bởi vì ăn thì chưa biết là ăn được bao nhiêu, nhưng khi mà nó xả thì nó sẽ xả rất là đau. Đối với em lát cũng đã có một cái nền tảng tích lũy rất đẹp ở trong cái tuần giao dịch cũ, nhưng mà đến phiên thứ sáu kết tuần thì lát đã bị phá vỡ trend, nó bị mất cái vùng 15.8 là nó bị phá trend, và chính vì vậy nên là nó sẽ phải quay trở lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn, đó là quanh biên 13.5 đến biên 14. Nhìn tín hiệu này thì cũng chưa thực sự khởi sắc, khi mà đường MACD nó đang có xu hướng là cắm đầu á, thì thông thường là cổ phiếu nó chỉ đi ngang tích lũy hoặc là thiên về kịch bản giảm giá. Về mặt yếu tố về mặt kỹ thuật thì có thể là nó sẽ quay trở lại đây các anh chị, nó sẽ quay trở lại kiểm tra lại vùng 1.5 vùng 12, đấy là hoàn toàn có thể thôi. Phụ thuộc vào index của thị trường trong tuần mới, nếu như mà thị trường mà tích cực quay trở lại tăng điểm tăng giá, tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích, thì như vậy là lát có thể sẽ hồi phục lại trên 14 cộng, thì đấy là tín hiệu tích cực. Còn tín hiệu tiêu cực là nó sẽ quay trở lại về vùng 1.5 đến vùng 12. Cổ phiếu CSV, cổ phiếu CSV trong tuần thì nó cũng đã có những cái nhịp chỉnh sau khi mà nó lên đến kháng cự 56.5. Hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 45, có những cây nến test tương đối đẹp. Lực đánh hai phiên kết tuần thì rất là ok. Ngắn hạn thì CSV sẽ hướng lại về vùng kháng cự của nó ở đây, đó là vùng vùng mấy ta, 56 57 58 59 60, nói chung là lên đến cái vùng này, tức là khả năng nó sẽ đi thêm được một hai cây nữa, và chúng ta chú ý đến những cái vùng kháng cự rất là mạnh ở đây đó. Trong các cái nhịp mà công lại ở đây thì nó đều bị thất bại ở cái vùng này, chính vậy nên đấy là cái vùng mà chúng ta lưu tâm. Nhóm cổ phiếu mía đường gồm mã cổ phiếu FPT. Thì đối với FPT nó cũng đã có những cái miếng đánh rất là đẹp trong những cái hướng tiếp cận kháng cự vùng 19 ở đây. Khi mà nó vừa thoát được vùng 19 thì nó sẽ mở ra một trang kỹ thuật rất là đẹp. Tuy nhiên đến phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó cũng bị gãy mất cái vùng 16.7 ở đây. Đó là vùng test cung tích lũy rất là quan trọng đối với FPT. Khi vùng này bị phá vỡ thì chúng ta lại phải tính toán đến cái vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là vùng 15. 15, và thậm chí ở đây nó thậm chí là có thể tính toán thêm ở cái điểm nó sâu hơn đây cơ, tức là nó test sạch ấy, tức là vùng 14.5. Nhưng khả năng với tín hiệu này thì nó chỉ test về là khoảng quanh vùng 15 thôi. Chúng ta kỳ vọng vào tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm những cái yếu tố kỹ thuật của FPT ở quanh vùng 15. LSS cũng như vậy, trong tuần trước thì LSS cũng đã có những cái điểm xây rất đẹp và nó đang hướng về cái vùng kháng cự 12.3, và nếu như nó thoát được vùng 12.3 thì như vậy là ở chính thức là LSS nó sẽ mở trend, và nó xác nhận rằng là cái tín hiệu tạo nền tạo đáy ở quanh vùng ở 9.5 đến vùng 10 là thành công. Tuy nhiên trong tuần này thì LSS cũng đã quay trở lại test hết trả hết cung ở đây, và cái tín hiệu kết tuần của nó là vùng 9.5. Vùng này thì nó trả về vùng 9.55, như vậy là hơi xấu, nó bị mất vùng 9.55 này, thì tuần tới nó sẽ có ở vùng 9 đến khoảng vùng 9.55. trong trường hợp mà nó trụ được ở vùng 9 cộng thì là tín hiệu tốt, mà trường hợp nó bị phá vỡ vùng 9 ấy, thì nó lại chuyển sang một cái tín hiệu tiêu cực. Đấy. Câu chuyện nó là như vậy. Nó phụ thuộc vào cái cây nến ở đây, nếu nó đè lại được vùng 9.5 cộng thì nó sẽ là tích cực, còn nếu như nó bị thủng vùng 9 thì đó là tín hiệu tiêu cực, và chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật. Còn hiện tại đường MACD mà nó đang có xu hướng cắm xuống như này thì thông thường đó sẽ là một cái pha xu hướng chỉnh giảm,
các anh chị nhá. Đó, thông thường nó sẽ là như vậy, nó sẽ là một pha xu hướng chỉ giảm, là lưu ý. Ok, như vậy là danh mục cổ phiếu tuần này thì ông chị phân tích dừng lại đến ở đây thôi, và chúng ta sẽ các cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị em quan tâm thì chúng ta có thể comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin tuần rồi đó, ở dưới dòng thời gian bản tin thì cũng sẽ dành thời gian để chúng ta trả lời, và chúng ta sẽ có những góc nhìn tốt hơn, tối ưu hơn đối với cổ phiếu cũng như các cái nhóm ngành. Phần thứ hai chúng ta sẽ review lại kịch bản phân tích tuần vừa qua, và sau đó thì chúng ta cũng kết hợp luôn một vài các cái xu hướng nhận định về xu hướng thị trường ở trong tuần tới. Thế thì lật ngược lại cái những cái phân tích cũ ở trước đây thì Hùng đã có những cái phân tích khá là kỹ, khá là sâu. Trong đó thì chúng ta có nói đến rằng cái vùng hỗ trợ kỹ thuật then chốt của thị trường đó là vùng 1290 điểm đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh, đó là vùng hỗ trợ then chốt và thị trường cần phải giữ được ở trên vùng đó. Và trong trường hợp nếu như thị trường mà bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật then chốt đó thì đấy là một tín hiệu rất là xấu, rất là xấu, phải nhấn mạnh là như vậy. Cùng với đó thì chúng ta cũng có nói đến trong tuần giao dịch đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh, thì đối với chỉ số VN30 thì chúng ta có nói đến vùng 1300 đến vùng 1305 điểm, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật của phái sinh. Đây, ở cái vùng then chốt 1290 điểm đó chúng ta sẽ nói đến trong những câu chuyện sau này. Và đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta có nói đến vùng 1295 đến vùng 1300 điểm, đó là điểm hỗ trợ kỹ thuật, và phái sinh nó cũng có cái vùng then chốt ở 1290 điểm đây. Thì các anh chị có thể quay lại ngược lại, chúng ta nhìn thấy chỉ số VN30 trong tuần vừa qua ngay trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó đã tạo gap và nó đã rơi xuống một cái khoảng gap ở đây, đúng không các anh chị, khi mà thị trường mở cửa rồi. Và sau đó thì những cái tín hiệu kỹ thuật giao dịch tiếp theo của chỉ số VN30 rất là xấu, và đến khoảng tầm đây là lúc đó khoảng tầm mấy giờ đấy ạ? Lúc đó khoảng tầm 10 giờ 45 phút thì chỉ số VN30 chính thức bị mất vùng 1290 điểm. Và khi vùng 1290 điểm, 1290 bị mất rồi thì chắc chắn là nó sẽ bị đạp rất là mạnh, và các anh chị có thể nhìn đây. Và sau đó thì gần như thị trường của chúng ta mất tay, tức là cứ ào ào thế nó xuống thôi, không cảm giác như là xả lũ ấy, xả lũ ở thủy điện Hòa Bình ấy. Khi vùng 1290 nó bị mất thì cảm giác là như vậy, thị trường như vậy. Và nó rơi về đến trong tuần thì nó rơi về đến điểm sâu nhất, đó là vùng 1235 đến vùng 1230 điểm, đó là điểm rơi sâu nhất ở trong thị trường ở trong tuần. Và trong tuần vừa qua thì VN30 cũng đã có những cái điểm đánh, gọi là đánh hình chin, thì chúng ta cũng đã có những cái điểm phân tích ở quanh kháng cự 1270. Đó, ví dụ như là đây chúng ta tìm xem 1270. Nói chung là có khá nhiều các cái tổng hợp từ ngày thứ tư đến ngày 15. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua này, chúng ta có đánh giá về VN30 phái sinh gặp đúng kháng cự ngắn của thị trường này thì khả năng thị trường sẽ quay lại lấp gáp này, ví dụ như vậy. Ngày 14 tháng 6 lúc 13:37 này, bộ ba tham số chung gặp kháng cự VN30 và phái sinh chạm 1270, index chạm 1240 thì khả năng sẽ có những cái nhịp rung lắc về mặt kỹ thuật. Đó là những cái điểm mà chúng ta có đánh giá ở những cái vùng kháng cự ngắn của thị trường trong những cái phiên giao dịch của ngày 14. Đó các anh chị, ngày 14 này, ngày 15 này. Đó. Còn trong phiên hôm qua, đáo hạn hợp đồng phái sinh thì chúng ta có dự báo được cái mắc target của phái sinh và VN30 sẽ về ở quanh vùng 1290 đến vùng 1300. Thì chỉ có VN30 là về đến vùng 1290, còn phái sinh thì chỉ về được vùng 1285 thôi. Và với phái sinh cũng như vậy, chúng ta có quay lại đây, khi mà cái vùng then chốt 1290 điểm bị phá vỡ thì như vậy là phái sinh đã bị đạp rất là sâu. Và đối với phái sinh thì chúng ta có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 1235 đến 1240, 1235 1240, và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là phái sinh đã rơi xuống rất là sâu, và chúng ta có những cái thời điểm mà chúng ta phải tính toán đến vùng 1210 đến 1220. Trên thực tế thì chúng ta có đánh giá cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của phái sinh ở 1215, 1220 ở đây sẽ bắt đầu một cái nhịp long. Đó, ví dụ như vậy đây, 1215. Lúc 11 giờ sáng nay đúng không ạ? 11 giờ sáng nay thì phái sinh chạm 1215 đang có tín hiệu hồi. Và như vậy phiên này thì chúng ta có thể lấy biên 1215, 1220 làm hỗ trợ của phái sinh, và tính toán đối với những cái tài khoản mà đánh phái sinh thì chúng ta tính toán đóng sọc và đảo long thăm dò
đối đến vùng này, và chúng ta có tiếp tục đánh giá VN30 đang kiểm tra lại đáy ở vùng 1230, 1235, tín hiệu kiểm tra là tích cực và không thủng 1235 thì khả năng kéo long rất là cao. Và index của chúng ta thì cũng đã có những cái diễn biến mới ở vùng 1190 đến vùng 1200, và cho đến diễn biến mới vẫn đang, và nếu như mà break được vùng 1205 thì xu hướng kéo long khá là ổn đối với chỉ số VN Index. Đấy, trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta có đánh giá những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật như vậy. Đối với index của chúng ta ở đây thì các anh chị của chúng ta có thể nhìn thấy đây, đây là trend kỹ thuật của index M5. Thì đối với vùng hỗ trợ kỹ thuật của index chúng ta có nói đến vùng 1265 đến 1270, và ngay lập tức trong phiên ATO của phiên ngày thứ hai là vùng này đã bị mất và nó đi về đến cái vùng hỗ trợ then chốt 1245 đến 1250. Và nó có hồi phục lên, tuy nhiên đến khoảng sau đó khoảng tầm 10 giờ 30 phút, 10 giờ cái khung giờ đó thì chỉ số này chính thức bị mất vùng 1245, tức là mất vùng hỗ trợ then chốt. Và khi vùng mất hỗ trợ vùng then chốt thì chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta đã bị lao lao không phanh. Và trong tuần thì cũng có đánh giá cái vùng kháng cự ngắn của index của chúng ta ở vùng 1235 đến vùng 1240, thì đấy là những cái kháng cự ngắn. Và vùng hỗ trợ trong tuần là trong trong cái biên kỹ thuật ngày hôm nay chúng ta còn nói đến biên index ở vùng 1190 đến vùng 1200 điểm ở đây. Đó thì khả năng là sẽ hồi, và khi mà nó long break được vùng 1205 điểm đó thì cái lực hồi nó sẽ tốt hơn và đóng cửa vùng 1217 điểm. Thì đấy là toàn bộ những cái diễn biến chính và các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cũng như các cái vùng kháng cự ở trong cái tuần giao dịch vừa qua. Thì nhìn chung nhìn về tổng quan thì trong tuần vừa qua là một tuần giao dịch mà thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch rất là xấu. Khi mà những cái phiên phiên tăng điểm thì gần như thị trường chỉ kéo trụ thôi, và các cái nhóm cổ phiếu mid cap của chúng ta không tăng điểm, mà phần đa nhà đầu tư của chúng ta lại đang cầm nhóm cổ phiếu mid cap. Còn ngược lại, khi trụ đạp và khi phái sinh short thì mid cap và large cap và các cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn đều đạp theo. Như vậy là khi tăng thì không tăng, nhưng mà khi giảm thì giảm rất là sâu, giảm cùng với cả thị trường. Thì đấy là một cái thực tế ở trong thời điểm hiện tại. Vậy thì cái tâm lý của nhà đầu tư thời điểm hiện tại như thế nào? Thì đúng thật, đến thời điểm này có thể nói rằng là nhà đầu tư của chúng ta, với những cái nhà đầu tư mà anh chị em cầm những cái nhóm ngành, ví dụ như nhóm thép, ví dụ như nhóm banh, ví dụ như nhóm ngành chứng khoán, thì chúng ta có thể gọi là vô vọng, tức là chờ đợi một cái vùng hồi kỹ thuật của cổ phiếu nó rất là khó khăn. Gần như là thị trường nó không cho chúng ta một cái cơ hội nào để nó xây dựng một cái nền tảng, một cái nền tích lũy của cổ phiếu để chúng ta có những cái điểm vào an toàn. Đó, và thị trường liên tục có những pha đảo long đảo sọc như vậy thì gần như là nhà đầu tư chỉ có say sóng thôi. Và chúng ta sẽ liên tục bị lộn trend. Lộn trend có nghĩa là gì? Tức là xanh thì chúng ta mua và nó khuấng cho khoảng 2 3 phiên sau thì nó bị lỗ thì chúng ta bán ra. Thì bán ra xong thì nó lại kéo xanh lên một cái thì chúng ta lại mua, và sau đó nó liên tục như vậy thì nó liên tục làm như vậy, và nhà đầu tư liên tục bị cuốn vào những cái vòng xoáy như vậy thì chúng ta sẽ rất là mất sức, mất tiền, và cái tâm lý giao dịch của chúng ta, dẫn đến cái tâm lý giao dịch của chúng ta nó sẽ không 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 còn ổn định nữa và không không còn đủ tỉnh táo nữa. Bởi vì là chắc chắn rằng là thời điểm này những cái mã cổ phiếu mà nếu mà chúng ta đảo không tốt và chúng ta bị, tức là hoặc là chúng ta không đảo hàng mà chúng ta cầm lại từ vùng từ khi mà index của chúng ta ở vùng 1500 ở 1000 bao nhiêu, 1000 1000 1300 bao nhiêu đấy, 1300 đây. Nếu chúng ta cầm lại ở 1530 điểm đây thì như vậy là chúng ta đã bị một cái mức lỗ khá là sâu. Vì khi chúng ta phân tích những cái nhóm ngành banh, nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta đều hiểu rằng là những cái nhóm ngành đó nó đã giảm điểm rất là mạnh trong cái thời gian vừa qua. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi cái điều gì ở trong thời điểm hiện tại? Ok anh chị, chúng ta chờ đợi điều gì? Thì anh chị em của chúng ta sẽ xem cái hình ảnh này. Cái hình ảnh này là chiều nay kết thúc phiên giao dịch thì cũng có vẽ nó vui vui thôi. Thứ nhất là cái hình mặt cười, đầu thì còn có mấy cái sợi tóc thôi, bởi vì đúng thật là 6 tháng đầu năm của năm 2022 đấy là những cái thời gian cực kỳ khó khăn, và cũng mong muốn đưa cái hình ảnh này cho anh chị em nhà đầu tư trong team của ông Lê. Để chúng ta cũng vừa là vui, vừa là hí, vừa 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 là tạo thành một cái hình tượng để các anh chị cũng nhìn thấy được một cái sự khó khăn nhất định nào đó từ khi index của chúng ta rơi từ vùng 1530 điểm ở đây và rơi đến tận vùng 1190 rồi.
Nhưng mà vẫn cười các anh chị, sắc thái phong thái của ông hình người này là vẫn 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 khá là ok đó. Sắc thái hình người, cánh tay bên này là cánh tay phải, cánh tay phải của ông thì ông đang chỉnh giảm từ vùng 1530 và đi về ở đây, đó là vùng chúng ta cứ lấy đi, chúng ta cứ lấy vùng 1140 đến 1150, hoặc không thì chúng ta sẽ lấy 1150 đến khoảng vùng 1160, đó sẽ là những cái vùng hỗ trợ ngắn của đây, và đây là cái thân đó. Thì bên này nó chỉnh về cái thân này và nó cũng đã có một cái nhịp hồi long, tức là đây là một cái nhịp đánh nháp trong phân tích kỹ thuật, đó là một cái nhịp đánh nháp rất là hay. Nhịp đánh nháp này thì nó cũng đã có hai cái điểm gọi là điểm 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 test test cung kỹ thuật ở đây. Đó chỉ có đến lúc cái vùng 1265 đến vùng 1270, đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của index bị mất, thì khi đó chúng ta mới tính toán đến ở vùng dưới này. Vậy thì ở trong thời điểm hiện tại chúng ta chờ đợi cái điều gì? Chờ đợi rằng thị trường của chúng ta có một cái điều kỳ diệu nào đó, một cái điều kỳ diệu nào đó mà index của chúng ta sẽ ở lại được ở trên vùng 1140, 1150 và 1160. Chúng ta lấy cái điểm dưới này là cái điểm điểm hỗ trợ kỹ thuật, và ở đâu đó những cái vùng test cung kỹ thuật, đây là một cái yếm và bên này một cái yếm nữa, thì nó sẽ đỡ ở đây đó. Vậy thì đâu đó ở một cái góc độ kỳ vọng là chúng ta đã cầm đến thời điểm này, tức là cái mức độ chịu đựng về mặt ngưỡng rủi ro của thị trường ở đến thời điểm hiện tại là cũng là khá là căng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm, có khả năng là trong tuần tới, 1 đến 2 phiên của tuần tới, thì thị trường có thể nó sẽ test lại ở quanh vùng 1190 nữa. Và ở đây nếu như có chỉnh giảm thì đâu đó những cái cây nến ở đây và một cái góc độ kỳ vọng nào đó để thị trường chung của chúng ta có thể ổn định và bắt đầu có những nhịp phục hồi lại từ đây. Vậy thì ở giai đoạn này thì chúng ta cũng không nên bán cắt lỗ cổ phiếu nữa, theo quan điểm của Hùng như vậy. Chúng ta sẽ chờ thêm những cái tín hiệu ở đây để nếu như nó có chỉnh về đây thì nó cũng sẽ là những cái điểm gọi là điểm hỗ trợ then chốt, những cái điểm hỗ trợ cuối cùng của thị trường rồi, để từ đây chúng ta lại có một cái nhịp hồi ở đây, lên vùng 1.300 đến vùng 1.310 điểm ở đây, để chúng ta phân tích tiếp một cái nhịp sóng hai ở đây. Thì như vậy khi mà thị trường mà nó xác nhận được một cái chân sóng ở đấy thì chúng ta lại bắt đầu một cái nhịp gọi gì ạ, đảo hàng chém cá. Như vậy thôi, bắt buộc chúng ta phải hành động. Và bên này là cánh tay đỏ thì bên này là một cánh tay xanh, và đấy là một cái sự kỳ vọng của chúng ta về thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại. Như vậy thì đối với chỉ số VN Index, Hùng chỉ phân tích ở trên trend ngày, chặng ngày như thế này, thì anh chị cũng hình dung được rằng cái vùng 1.190 điểm đến vùng 1.200 điểm nó đóng một vai trò khá là quan trọng đối với chỉ số chung của thị trường. Và rất may mắn đó là trong hai cây nến gần đây thì khi chạm về cái vùng 1.190 thì đều index của chúng ta đều có những cái tín hiệu rút chân lên, thì đấy là tín hiệu tích cực. Và các anh chị chúng ta có thể đây không có thể đôn cái này lên, tức là chúng ta có thể kỳ vọng một cái kỳ vọng thôi, đó là vùng 1.150 đến vùng 1.160, đó là đáy của thị trường. Và nếu như nó có test thì nó sẽ test về đây để nó hình thành một cái mô hình hai đáy ở đây, là mô hình V kép, và từ đây thì mọi thứ mọi cái câu chuyện nó sẽ được tính toán tốt hơn. Thì đấy là cái góc độ kỳ vọng về chỉ số VN Index. Và tương tự đối với phái sinh và VN30 cũng như vậy, thì chúng ta sẽ nhìn trên chạc 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 M5 đó, thì vùng 1190 đến vùng 1200 điểm sẽ là hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số VN Index trong tuần tới. Và vùng kháng cự của chúng ta ở đây đó là vùng 1235, 1240 và 1250, đấy là cái vùng kháng cự của VN Index ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 1230 đến 1235 điểm của VN30, của VN30 và vùng kháng cự của thị trường. Thì chúng ta tiếp tục lấy vùng 1270, và sau đó khi mà break được vùng 1270 thì chúng ta sẽ xây dựng lên vùng 1290 đến vùng 1300 điểm đối với chỉ số VN30. Đối với chỉ số VN30 F1M, đối với chỉ số VN30 F1M tức là chỉ số phái sinh các anh chị, thì chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật của em này ở quanh vùng 1125 đến 1120. Đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của thị trường, và vùng kháng cự của chỉ số VN30 của phái sinh vẫn lấy 1270. Khi mà chỉ số này break được vùng 1270 rồi á, thì chúng ta sẽ tính toán lên kháng cự 1290 và sau đó là vùng 1300 điểm. Thì đấy là những cái vùng kháng cự ngắn tạm thời thì chúng ta sẽ lấy như vậy. Và căn cứ cái tình hình thực tế thì cũng sẽ có thêm những cái phân tích về về xu hướng của thị trường ở trong phiên, và trong phiên giao dịch thì cũng sẽ liên tục có những cái phân tích cập nhật như thế này để cho các anh chị nắm được ở về mặt
xu hướng thị trường, và khi đó thì chúng ta sẽ có những cái tâm lý giao dịch nó ổn định hơn và nó vững vàng hơn. Còn giai đoạn hiện tại thì thị trường của chúng ta vẫn đang đối diện với những áp lực khá là khó khăn trong cái tuần giao dịch mới. Bởi vì sao? Bởi vì với tín hiệu kết tuần như hiện tại thì Hùng Lê đang nhìn thấy rằng nhóm banh, nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành bất động sản chúng ta chưa có những cái dấu hiệu để có thể kỳ vọng rằng những cái nhóm ngành này nó sẽ phục hồi. Cùng với đó thì giá dầu WTI cũng đang đi tiệm cận về những cái vùng kháng cự rất là mạnh. Chính vậy nhóm P nó cũng sẽ chậm đà tăng. Cùng với đó thì những cái nhóm ngành mà đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua như cảng biển, như nhóm ngành than thì bị chốt rồi, nhóm ngành cảng biển rồi, nhóm ngành phân đạm nó rồi, nhóm ngành hóa chất rồi, nhóm ngành thủy sản, những cái nhóm ngành đã đang tốt trong thời gian vừa qua thì khả năng nó cũng sẽ bị chốt. Và khi những cái nhóm ngành nó bị chốt rồi thì cái câu chuyện đó là gì? Đó là phải có những cái nhóm ngành đỡ, phải có những cái trụ đỡ của thị trường. Nhóm trụ bây giờ cũng kéo khá là mắc rồi, và nhóm trụ cũng gặp những kháng cự rất là mạnh rồi, vậy thì nó phải có những cái nhóm thay thế. Và kết thúc bản tin tuần ngày hôm nay thì Hùng Lê chưa nhìn nhận được một cái nhóm ngành nào có thể có vai trò dẫn dắt và thay thế thị trường ở trong tuần giao dịch mới. Chính vậy nên là phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba khả năng thì thị trường vẫn còn có những cái điểm khó khăn, và sau đó thì chúng ta sẽ tìm thêm những cái nhân tố có thể giúp ổn định thị trường, thì cũng sẽ cập nhật thêm ở trên nhóm Zalo, và cũng có sẽ có những cái chia sẻ ra các cái nhóm team cộng đồng, và các cái team cộng đồng thì các anh chị có thể tham gia ở những cái đường link mà ông gửi ở bên dưới cái phần ghi chú của bản tin hàng tuần á, thì cũng có để những cái link nhóm cộng đồng để các anh chị có thể tham gia. Ok, bản tin tuần này đến đây là hết. Trùng Lê xin được kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.